Nhưng có lẽ rằng đây sẽ là nơi mà mình chọn dừng lại để chuyên tâm học tập với cả HBR thôi. Tại vì mình tìm thấy ở đây là không lý thuyết suông, rất thực tế và rất nhiều các case phù hợp. Cảm ơn thầy. Đầu tiên là chị cảm thấy rất là không hài lòng. Đấy, chị cảm thấy rất là không hài lòng, tại vì là sau khi học xong khóa học này của anh Tony Dũng thì chị phát hiện ra là gì, chị sẽ phải học thêm rất nhiều những khóa tiếp theo của HPR, tại vì thấy là kiến thức của mình không bao giờ là đủ cả. Thì trước đây chị chỉ có hai idol thuộc về HPR, là thứ nhất là chị Thủy Phạm, người rất là giỏi về kiến thức về quản trị nhân sự, thứ hai là bác Alok, một người là hiện thân của marketing. Thì bây giờ chị đã phát hiện ra là chị có thêm một idol mới, đó là anh Tony Dũng. Tại vì sau khi học thêm khóa học của anh Tony Dũng thì chị phát hiện ra là những kiến thức mình đã từng biết, nhưng mà dựa vào con mắt của một người là gì, giám đốc điều hành của một doanh nghiệp, nó khác hoàn toàn so với góc nhìn của chị Thủy Phạm hay góc nhìn của bác Alok, vẫn là một cái người mà mình được thuê về để mình set up bộ máy. Còn đây là góc nhìn của người làm chủ, thì chị nhìn thấy cái góc nhìn nó hoàn toàn rộng hơn, cũng như là gì, kiến thức của anh ấy là đã đổ bằng xương máu, bằng tiền bạc, và thông qua quá trình anh ấy làm thì anh ấy phát hiện ra những công thức và cái cách mà anh ấy truyền tải cho người nghe thì rất là thuyết phục, dẫn tới một cái người như chị khi mà được tiếp cận lần đầu tiên với những kiến thức đấy không cảm thấy nó quá mơ hồ mà cực kỳ gần gũi và dễ áp dụng. Và cái lý do quyết định mình học anh Dũng ấy, mình cũng đang có gặp một chút vấn đề về chiến lược, về nhân sự, về marketing, về kinh doanh, và mình thấy rằng cái khóa của anh Dũng đấy rất là phù hợp với lại cái mong muốn, cái nhu cầu của mình. Cái điểm nổi bật có thể áp dụng ngay đó chính là làm thế nào để tuyển dụng được đúng người và xây dựng được cái hình ảnh của doanh nghiệp và cá nhân, thu hút để có thể có được nhiều người tài. Chị cũng đánh giá là một chút phải nói là rất là wow, một khóa học được nó vượt trên khỏi những cái điều mà chị kỳ vọng. Bởi vì là đầu tiên là chị chỉ nghĩ là nó thể thuần túy là về cái business model, nghĩa là về phần khung thôi. Nhưng mà thực chất là trong một khóa học này thì chị học được rất nhiều về vấn đề về chiến lược, và những cái điều đấy thì rất là khó để học ở những cái khóa học khác. Vì nếu như mà chúng ta học những cái khóa chiến lược ấy, thì các thầy đã thiên về cái vấn đề về lý thuyết rất là nhiều và thiếu cái ứng dụng thực tiễn trong doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp mà vừa và nhỏ. Thì đối với khóa học này thì anh cũng rất là có chia sẻ rất nhiều những cái kinh nghiệm từ những cái việc mà anh cũng đang làm những cái hoạt động kinh doanh của mình, thì chị thấy là nó rất là phù hợp và ứng dụng được cho các doanh nghiệp khác. Trước khi mà học về khóa học của anh Tony Dũng thì chị có một số khó khăn liên quan đến những cái ý tưởng về cái mô hình của mình, và mình cảm thấy nó chưa thực sự là phù hợp lắm. Những cái ý tưởng của chị đấy là trong cái góc độ mình cảm nhận và mình thấy như vậy thôi, nhưng mà thực ra sau khi học xong thì thấy là mình phải đứng từ bên ngoài để mình nhìn vào bên trong của mình xem là cái mô hình này nó thực sự là phù hợp với mình không. Và sau khi mà học 2 ngày thì chị cảm thấy là cái khóa học này thực sự là ý nghĩa, và chị đã biết được là cái mô hình của mình làm sao để phù hợp nhất và nó phát triển tốt nhất, nhanh nhất. Thì hôm nay là buổi đầu tiên mà em được anh Dũng dạy, được vai trò là người thầy để dạy. Thật ra là anh Dũng rất là nhiều kiến thức ạ. Mọi người có thể nhìn thấy anh ấy đang dạy về mô hình kinh doanh, nhưng anh Dũng còn có rất là sâu về phần nhân sự nữa. Có thể tư vấn được cho doanh nghiệp của mình từ lúc mà vướng mắc ở đâu, có thể giải quyết được triệt để vấn đề ở đấy. Thì trước khi mà Skyman sang gặp anh Dũng, hoặc là trước khi Skyman gặp bác Alok, thì anh Hùng bên em cũng có chia sẻ là trước kia là tư duy của anh rất là tiêu cực, nhưng khi gặp bác Alok, khi gặp anh Dũng thì mọi thứ hoàn toàn gần như thay đổi. Cái em thấy hay và em thích nhất ở chương trình từ anh Dũng đến các thầy đó là nó rất là thực tế, và ở anh Dũng có thêm phải đo thêm các cái công cụ nữa, thì từ đó về làm và thực hiện mọi thứ nó sẽ dễ hơn, nhanh hơn, và mình biết là cái đường đi, và em cảm nhận em biết là về sẽ bắt đầu phải làm những cái gì và thay đổi cái gì. Đó, điều tuyệt vời cảm nhận từ khoa học này. Thì cái mà mình nhận thấy ở so với những cái khóa học của HBR khác biệt với cái ở các khoa học khác, thì cái chỗ anh Dũng cho mình được cái kiến thức thực chiến, cái vấn đề mà cái lỗi đau doanh nghiệp gặp phải là mình có thể ứng dụng này, những cái tool công cụ. Nhưng mọi người thấy là anh Dũng cũng cho những cái bài học ở đây, cho mình cái tool, cái công cụ mà mình có thể dựa vào đấy, toàn thể các cái cán bộ công nhân viên của mình có thể là nhìn chung một cái ngôn ngữ, thì dùng chung một ngôn ngữ để mình có thể triển khai, nhưng mọi người đây mọi người có thể cùng nhau làm hiểu ngay được vấn đề. Năm vừa qua 2018, cuối 2017-2018 mình đã bị lỗ 15 tỷ. Nhưng không phải là vấn đề do sản phẩm bên mình, mà vấn đề do nhân sự, và đặc biệt là nhân sự tốt chung. Đấy, và về để trả bài giảng nó đau đớn đấy mà anh Dũng đã có trước đấy rồi, mình không được tiếp cận sớm với lại cái bài học của anh. Cái mà mình thích nhất khi mà mình đến với cả anh Dũng và đến với cả cái khóa học về mô hình kinh doanh đó chính là việc mà mình học được cái lý thuyết nền từ cái tư duy quản trị.
Thế thì quản trị nó dẫn đến cái việc là mình thay đổi những cái cách thức quản trị về mối quan hệ với khách hàng, với nhân viên và với những người cổ đông hiện tại mình đang làm việc. Cái đấy là cái vô cùng quan trọng. Cái thứ hai là mình cải tiến cái mô hình kinh doanh hiện tại dựa trên những cái tư duy quản trị được set up mới. Và cái thứ ba là mình rất là mong muốn và rất là khao khát đấy việc là tạo ra một cái hệ sinh thái mới từ cái việc đó, là tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới khi mình đã hiểu rõ và củng cố được cái mô hình kinh doanh hiện tại của mình, hiểu rõ về cái cách thức để mình có thể làm việc với những cái đối tượng cực kỳ quan trọng của một doanh nghiệp, đó chính là khách hàng, đó chính là những người nhân viên và cổ đông. Sau buổi học ngày hôm nay thì anh có những nhận thức rất là khác, bởi vì mình nhìn thấy rõ rằng là những cái điểm yếu của cái mô hình kinh doanh của mình. Và trong cái quá trình làm ngày trước thì nó không có bài bản đấy, chưa có những cái lớp học nào thực sự là gì chuyên nghiệp như ở lớp ở HBR. Thì ngày hôm nay anh nhận ra được rằng là mình phải thay đổi từ cốt lõi sản phẩm và thì giá trị khách hàng người ta đón nhận mong muốn gì từ mình, chứ không phải là những cái gì mình có mình đem lại cho khách hàng đó. Thì cũng là một cái cơ hội để mà thay đổi chính từ bản thân tư duy của chính người CEO đấy, thì sẽ thay đổi cái mô hình kinh doanh theo.